Xin chào tất cả các bác nha Vâng, hôm nay em xin giới thiệu đến uh, tất cả các bác này Đấy, Một mẫu lồi Toshiba Song Chuông à, Con này là cảm ứng nhé Đó, một cái phiên bản giới hạn rất là đẹp Đây. À, Cái dòng này thì của nó là hai bơm hút chân không các bạn hai bơm hút chân không à, Nó giống như trên cái bản kỷ niệm VPF Thì con này nó có mã là G c gạch ngang 10VWG Dòng này là dòng cảm ứng nhá, cảm ứng toàn bộ. Các bác có thể thấy rằng là à, phần bên trên, à, bên trên cái mặt của nó này. À, nó là một cái mặt phẳng, à, màu đen hết nhá, màu đen hết. À, dưới xung quanh màu trắng. Đây. Ngoại hình tổng quan con này các bác nhìn nào Quá là đẹp luôn đúng không ạ? À, con này thì nó cũng là công suất 1420W và sử dụng điện 100V. À, rất là đẹp, rất là đẹp. Hôm à, mấy thì em cũng đã nấu một hai bữa thử nấu cơm rồi đó và chất lượng cơm con này ra, ra rất là ngon đấy các bạn đầy đủ các chế độ nấu nhá rồi đây là một cái mặt trên màu đen này màu đen hết luôn nhá đó trong đây nó sẽ là các phím cảm ứng rồi em sẽ cắm điện đó rồi các bác có thể thấy rằng là toàn bộ các chức năng nó hiện đều rất là đẹp đúng không ạ đó, các phím cảm ứng này cực kỳ là nhạy. À, các bác sẽ vào các menu này, à, rất là nhạy nhá, chế độ eco này. Nấu này. Đây, eco, chữ màu uh, xanh này. Đó. Và bơm hút chân không đang hoạt động. Chế độ eco này thì nó sẽ là 50 phút. Tắt này. Các bác có tùy chọn là uh, chọn gạo nhé thì nó sẽ phân vùng ra từng uh, từng dãy một để các bác có thể lựa chọn dễ dàng gạo trắng này gạo không vo gạo lứt này gạo lứt nảy mầm này với là các chế độ khác này và đây là phần số nhé phần số các bác sẽ thấy số này đấy, hiện tại là nó đang hiển thị về giờ sau khi các bác lựa chọn xong về các chế độ chọn gạo đấy nếu mà gạo trắng thì mình để nguyên trên cùng này nhé rồi sang các chế độ chọn nấu thì các bác sẽ cứ chọn các chế độ thôi đó mỗi một hàng này có nó là 4 này bên này nó có nó là 5 này 13 chế độ nhé đây, đây, là nấu nhanh này nấu nhanh của nó là 20 phút nhé đèn màu đèn ở bên dưới cái chữ màu đỏ này các bác sẽ thấy chính là nó hiển thị về bơm hút chân không đang hoạt động đó cao tần áp suất nhé dòng này nó là hai bơm hút chân không đấy. đấy, hút rất là khỏe và à, các bác đã biết rằng là cái công nghệ hút chân không là nó độc quyền trên dòng Toshiba nó sẽ giúp là cái thời gian bảo quản giữ được cơm lâu hơn là một này. ở trong bắt đầu cái quá trình mà nấu ấy thì nó sẽ hút. Đấy, nó giúp cho là cái phần nước nó sẽ được thẩm thấu sâu được vào gạo. Đấy. Nấu cơm rất là ngon. Đây. Đó, đây là thêm một cái chế độ, đây là nó là chế độ ủ nhá. Đó, chế độ ủ nhé. Các bác nhấn đây thì nó sẽ lên cái phím cái khi mà các bác sử dụng ấy mà toàn bộ bên trên nó tắt thì các bác sẽ sử dụng cái phím có một cái viền trắng này. Đó, để mình kích hoạt các phím cảm ứng lên Kích nóng nhanh trong vòng 9 phút Đây chính là chế độ ủ và kích nóng nha Đó, Các bác nhấn một lần nữa vào nó Thì nó sẽ lại chuyển vào cái chế độ uh, giữ ấm Và đây Cái phím mà nó có một cái viền màu vàng đây nhé Thì chính là phím tắt Rồi hẹn giờ đầy đủ các bác nhá Đây các bác có thể là hẹn giờ này Đó, Giờ 1 giờ 2 này Đầy đủ các chức năng này Đây mình điều chỉnh này Giờ phút này đó, rất là nhạy đúng không ạ? Toàn bộ các phím là rất là nhạy. Rồi, ok, tiếp tục sẽ cho các bác xem về phần son giòn con này nhá. Rồi, đây là phần son của nó các bác thấy son ạ son của nó son gân nhuyễn nhá, son cực kỳ là đẹp. Và trên cái bản này thì cái son của nó sẽ khác hoàn toàn so với các bản Toshiba song chua khác. À, các bác có thể thấy rằng đây nó có một cái viền này, lại viền màu trắng nhá, viền màu trắng. Rồi bên dưới này cũng vậy Đấy, Son đã nóng này Son con này thì rất là đẹp Em cảm nhận rằng là ở Trên tất cả những cái mẫu Toshiba sông chuông ấy Thì em đánh giá là trên cái dòng này này Con này là son của nó, nó thiết kế cái màu rất là đẹp này Đó Đây các bạn thấy chưa Bên dưới là màu vàng nhá Đó Phần trên này của nó hình như Không nhầm nó hình như là nhôm nhá Nó là nhôm các bạn đó, nó được bọc nhôm bên ngoài nhé còn bên trong đây toàn bộ là thiết kế là bắt tử nhé đó em cảm nhận là cầm cái son này nó rất là vừa tay nó không cảm giác không quá là nặng đây các bạn nhìn đẹp chưa đó. người nhật người ta à, hãng toshiba người ta gia công một cái chiếc son này nhìn nó rất là đặc biệt son đẹp nhé à, còn đây phần dưới này phần đáy mâm từ ở giữa là cảm biến này à, tiếp tục đây đây là phần áp suất bi các bạn ạ đây là áp suất bi này đó, giòn con này thì cực kỳ là đẹp luôn các bạn đó giòn rất là đẹp cao tần áp suất ngoại hình đẹp đó, nòng son các bác có thể cảm nhận được cái son của nó nhỉ? quá là tuyệt vời luôn à, chiếc này dung tích một nít sẽ nấu được một cân gạo cho gia đình từ tầm 3 đến 5 ngàn phím cảm ứng rất là đẹp đây à, nếu mà các bác mà không sử dụng thì toàn bộ cái phần mặt này đó các phím cảm ứng và các tất cả các chức năng nó sẽ ngắt và khi các bác mà muốn khởi động để để hiện lên toàn bộ các phím cảm ứng này nhé đó thì các bác sẽ nhấn vào cái nút mà nó có một cái viền màu bạc này đấy, nó bật lên toàn bộ các chức năng nhé và sau đó là mình sẽ có thể mình tùy chọn các chế độ thôi thì hiện tại bây giờ các bác sẽ thấy rằng cái chữ gạo trắng đấy chữ gạo trắng nhé là đang được chọn rồi rồi các chế độ lấu thì các bác lựa chọn này eco tiết kiệm điện này và rất là nhiều các chế độ lố khác nhau ở đây tổng là 13 chế độ trong đây nhé 13 chế độ rồi chọn gạo thì về gạo thì nó cũng có 5 chế độ 5 loại gạo gạo khác nhau để các bác có thể là tùy chỉnh lựa chọn Đấy, gạo lứt hay gạo lứt để mầm Đấy. À, nếu mà các bác mà chọn mà quá thì mình có thể nhấn tiếp tục cho nó chạy vùng quanh rồi hoặc là mình nhấn tắt này đây, đây là một số các mục về chọn về một số các chức năng ví dụ như các bác có thể nấu hay là hầm mình chọn một số các chức năng ví dụ nấu mì hạt kê chứ cái thứ thì các bác có thể lựa chọn bên này nhé Đấy, mình sẽ sử dụng cái mũi tên để mình di chuyển này Đấy, đây à, ở cái chế độ này thì các bác có thể là set được cái số phút này đó các bác set được số phút nhé con này xét được từ một tiếng này Đó 60 phút Rồi Đây tổng quan ngoại hình các bác nhìn này Con nồi này quá là đẹp luôn Và em xin báo giá là con này em bán với giá đó là 5 triệu 500 000 đồng Giá trên chưa bao gồm phí vận chuyển nhé Và các bác muốn biết cái đời này sản xuất năm bao nhiêu ạ Con này chỉ sản xuất là năm 2013 và 2014 Đó chỉ duy nhất 2 năm đấy thôi Còn các năm khác là nó ra một cái mẫu khác Đó Thì cái phiên bản cảm ứng mà son màu vàng son vàng này đó thì nó chỉ nằm ở trên 2013 và 2014 còn ngoài ra nó sẽ không có sản xuất loại này nữa thì nó cũng giống như cái bản VPF đó là cái bản đặc biệt đó bản kỷ niệm dòng này của nó là hai bơm nhá em đã kiểm tra bên trong của nó chính xác ở đây nó ở khu vực này nó chính xác là nó là hai bơm hút chân không rồi ok bắt đầu chốt trước nồi siêu vip này thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0987 807 038 và 0344 586 794 à, em ở Kim Thành Hải Dương trước đồi này em đã nấu cơm mấy bữa ở nhà ăn rồi và em nấu cơm cháy cơm gỏ nó rất là ngon đó nên là hôm đợt vừa rồi em bận nằm hút ẩm nên em cũng chưa quay được để lên cho các bác xem về cái 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 cháy của nó nhưng mà cháy của nó thì riêng về lối Toshiba thì không còn gì để bàn nữa rồi nó rất là tuyệt vời Đấy, bác nào chốt chiếc này thì liên hệ với em nha em báo giá rồi đó 5 triệu rưỡi chưa bao gồm phí vận chuyển rồi ok xin chào và cảm ơn tất cả các bác